Xin chào quý vị các bạn, rất vui được chào đón quý vị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Mong rằng luôn nhận được sự ủng hộ từ quý vị các bạn bằng việc cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị các bạn hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục đưa quý vị các bạn đến với dự án xây dựng hai đơn nguyên cầu song hành với cầu Mai Dịch để xem tình hình thi công dự án đến hiện nay như thế nào. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng theo dõi video để có đánh giá khách quan cũng như có cái nhìn chi tiết. Mong quý vị các bạn hãy xem hết video. Thời điểm ghi hình hiện nay vào lúc hơn 10 giờ sáng. Hiện tại tôi đang lưu thông theo hướng từ đường Phạm Hùng sang đường Phạm Văn Đồng. Đây là vị trí các nhịp dầm thép đã tiến hành lao nắp đến vị trí này. Đây là vị trí các nhịp dầm thép đã tiến hành lao nắp đến vị trí này.
Bây giờ mời quý vị các bạn cùng đi sang phía bên kia của đường để xem việc thi công đơn nguyên cầu thứ hai, đơn nguyên cầu theo hướng đi từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng như thế nào. Đây là vị trí chân cầu theo hướng lưu thông từ Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng. Tại vị trí trụ tiếp giáp với trụ đỡ cuối thuộc nhịp dẫn sát mặt đất, như các bạn đang nhìn thấy, công nhân đang thi công xử lý bề mặt trên của thân trụ để chuẩn bị lắp đặt mối trụ thép tại đầu trụ, tiến hành nao lắp dầm thép trong thời gian tới. Đây là vị trí trung tâm ngã tư phía bên đường Phạm Văn Đồng. Trụ này thì hiện nay nhà thầu cũng đã thi công xong mố trụ thép đầu trụ để tiến hành lắp ráp dầm thép như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Trụ này thì hiện nay nhà thầu cũng đã thi công xong mố trụ thép đầu trụ để tiến hành lắp ráp dầm thép. Đây là vị trí các nhịp dầm thép đã tiến hành nao lắp đến vị trí này. Còn lại các trụ tiếp giáp với ngã tư tại vị trí đầu đường Phạm Hùng hiện nay đều đã được hoàn tất, đã xử lý xong phần bề mặt trên của trụ để tiến hành lắp đặt mối trụ thép đầu trụ, phục vụ cho công tác leo lắp dầm thép trong thời gian tới, như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý vị các bạn thấy video này có ích, xin cho kênh một like, share để lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị các bạn cần có ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong các video tiếp theo.